các bạn, tôi đang đi trên đường Phan Chu Trinh, đây là số 270 đường Phan Chu Trinh. Vâng, gần tới cầu Ân Thủy, nước đã bây giờ là 12 giờ đêm, nước đã lên tới. Vâng, đây vâng. Các anh chị, các bạn thấy tôi đang quay. Vâng. Lối sổ đi. Rồi. Đáng lẽ lối sổ đi, ai ta đưa tôi ra. Vâng, xe đã kẹt chưa? Lượt lên, vâng. Vâng, bây giờ là đây là đường Phan Chu Trinh, đây là hình như là số nhà là 227 mấy, vâng, trên tới cầu Ân Thủy, vâng.